cá đại phnom thái sản miền công pua kpu tra đại cá đại mô ha sạ mật miền tùm hôm thống lô vâng lô với hơi trừ sốt tại đòi xa cá mình bạc đầy sạc mình bạc chẳng rịch rí tô tù dốc sạ ma chất bì cực tử tì kpu đôi phnom thống đôi sạ mật lý sử bà mô nạc lăng ai rùm đáy chì mùi cà rời bê lãng cổ rộng riêng bà chào ạ thị rì chân xì bàn ở riêng trong phà nạc ca vi dốc nô cô tàng bà mùi đà sạ thật nợ phía kháng cát đồng bọn san hai cuốn đâm bấy bông rùm đàn đầy tàng mùi ai nợ tài mùi nợ bê lũ đâm bấy tốp sát ca vi lúc bì nô cô chân đà nợ bì kháng lịch nô cô hẳn bàn bình chút nạ chùm niên kháng thị rì xa mọc nai nóm nô cô chân ai chít bà lại đâm bấy bác cho rõ tuần lê chân hờ ai hô cho lòng cạch tử bọn tài chế tà ná bất bà khót nây ca chít ní bán bài thư lý chì mùn với ai nhạc bạch bắn đất nây nô cô bình xinh nô phía kháng cạch bán ở rốt mọc chó chốt cho rô cao nực nông nô cô chân chì chẳng khuyên xạ phía ca giang đôi chân này niềm ơn thông tôi tăng lai rô bọc nô cô chân có bán nòm khí nê tơ grab tùl nhu nhung đào bè chào ạ thư rì chân xì thả niềm ơn rô bọc nô cô bình đại mọc nâng nô cô chân phía chán cư móc đâm bay xoay rục bà giáo ái nô cô rô bọc luôn tại bà nó hẹt ní xông bà ấn đã bà rịt bằng chí ai bằng đánh bộ kế trả lập tờ vinh tớp chìa ca lọ bà cháu ạ thư rịt chân xì có mến bà rịt bằng chí ai bằng đánh bộ nì mơn nô cô xanh tăng nút trả lập tờ vinh tờ bà đăng rương ní lý sử bàn nhá chìa xa lịch khách mối vài đoàn bà rịt chí đòi mến xây cái đầy thả tôi bằng cúng bán đầm nắng mọc thả ở lục niềm mến thân nạc thống bán mọc tôi sống ai bình đánh niềm mến nô cộp xin tránh tàu bình tôi bằng cúng dồn khờn thả nì cứ chí ông bơ mối đà chú gom chú cúng chí khẳng cá bí xạ mây mốn chân mù cọng không xa xoá như rộng mà nụ lọ nạ miên sạch tệ bà nhà hãy bán anh chơi dơ vĩ chia chốn chiết giống phía khăn lịch anh chơi bay lì xì mọc bí nô cổ chủ anh chơi chia nô sú mọc bí nô cô sống tanh tăng phì bở nâng con xuân dở mọc bí nô cô chấn ở cánh đồng náy sông khăn sông khăn chấn mù cổng băng phá ách lơ mà nút tăng pram nhẹ nì bà mô bà đóng tật đầy mọc hay nô cô bần chôl khní hào thả bá xì dòng sạch mấn siêu cổng trông bàn pra sàn dạng đã chia mà nút nô cô bseng ở cánh tu nê tí đo sông khăn ạ nô vót công náy tùm rống tùm niêm tùm lóp bà bầy nì nâng pra chạp bạp thầm với ai bảo tế chết ở rừng mòm khlăng khlăng bóng khắp nô cô chú nâng nô cô với ai tốt tốt bạ ra cháy bùng rít đàn đầy bàn ở rõ bọn lý với ai nô cô chân khá chết nô cô đã thông mô hệ mìa ai sẽ đặt chân hủy trống bưng bà ách lập hai nạ ca rô bác chàng y bằng bài ca rút đáy khía rô bác nô cô tăng bà mùi ai bài khảy nâng với ai khắp nô cô sốc chất cho nhóm khắp âm nát rô bác nô cô chân trong này sẽ đặt chân cháy có đời xa tại bạn hắn suy chui trông trến tớp ai cắt bần thoi âm nát như bọc cùi chì vừa ai âm nát như bọc bạch cháu ạ thư rì cắn tài rừng mòm lãng đoàn đám âm nát bị sạch cánh xe xe chia bần tóc bần tọp vừa ai sạch hạp bán bà mô hạc sát miên sạch thê rập hiếp làng vĩnh bộ bẹp bò rắc tăng bốn chùm nòn nì sắp tại bần bà ách lơ niềm mượn đã chia mần nút mọc bí nổ cộp xe tạng ọ hai bộ kê tàng nú có sắp tại tì hiến bẹ lý chì vật nâng miên con nốt bà ca rạ trong bố nô cô chân đốt đôi khỉ nì ta niềm mớ nô cô bệ kết với ở với khổ chú cốm trong bố nô cô chân tớ nóng thầy sản mình bạc đề sát cùng nộ đầy tớ ban chia thông thế ở cha dạng nì trong này ai mô hát sạ mật mình bạc đề sát bằng đánh sai tức tội tội tớ ban chỉ việc thông tù lông tù lý chỉ riêng đo một lần rộp bò đã sụp bay ta mình bán phần lất được nóng nô cô chân tại có sắp sáng chi rộng bác mình đồng lại chán sân thức sân thọ mà nụ bụng cài khá hàn mình sẽ mặt tập hiệp tốt bây mình mến chi mà nụ nụ cổ chân tại có mình mình tích tế đã kế rịch rỉ nâng sva mây phẹ trong bước nụ cổ chân bệ ẩn trong mình bệ rịch bệnh chí ai bệnh đánh niềm mớ nụ cổp xanh tránh tàu bệnh cứ bệnh đôi chí hót à vụt ai tớ sạch trữ rịch bệnh chung sắp biến à hà tớ ai nụ cổp xanh kháng khăn nụ cổ bông mình sao lọ vậy ai kéo nô cô miên tay cùng nóng nâng ca chóc à khịt bác giang được chứ này ta sợ rộng tế mình thật lẽ nâng cả đầy ăn đá rai tê rưu bệ ấn bác cháu à thư rít chân xì trong chú vinh dốt khơi thả cùng nứt ở rô bác lì sư miên hai phát trầm trừ tờ bệ ấn
trông đọc bệnh rít bệnh chí đã bận đánh niềm mơn nó gồm xếm xếm chảnh. Hãy án ưu nhạt ở lý sứ cho các đồng nánh đàm vĩnh. Cái máu chân xí trông bán bảo mốt mà nút bụi cách là hàn. Miễn sạm mặt tập hiếp ở chỗ mọc bằng thám tiết chỉ trán. Tìm riêng trong bóng cáp nó có tăng bảo mối nâng bóng rút bóng rùm chiếp hạt đấy tại mùi. Mà nút bụi cách là hàn đã chân xí tốt tốt ở chỗ mọc rùm đáy chi mùi. Nâng đà miền kê chmúc là bầy là bánh. Miền đồ chía, vời liễu, lì xứ, vàng chiến, vàng pí, măng ú, măng thiến, tuân dũa, giáo có chịa đảm. Với liễu chìa mà nước nó cô vời. Lì xứ chìa mà nước nó cô chủ. Vàng chiến, vàng pí, măng ú, măng thiến. Sót tác chìa con tráng mê tóp đã bụt cái kháng trọng bằng. Tuân dũa, giáo cũ, miền thuê mốt đọc nảm. Khi nông các trò trà trông nên phát nách kích cá bò rợt tế. Mà nước tàng này, sót tác chìa nhẹ đã miền con xâm bản. Miễn sạm mặt tập hiệp, miễn sạm mặt đáy đó thông thế. Khi nông ca chúi bà chào ạ thê rì chân xì. Bạn bóng rút bóng rùm phán đầy chân tàng mùl ở chỗ khí nít tài mùi. Bà có bóng đáy chuộc chảy. Cá đào phân nông thay sản, miễn công bố khắp bố trọ đẹp. Cá đào tuần lệ, nâng mô hát sạm mật miễn tùm hôm thông lô bừng lô với hai trừ. Sót tài, đòi xa ca rùm xóm bị đầy thơm mò. Rư tức tuần lệ, stấn, ô tội tác xềm xềm. Cứ rít rít tốt tốt ở vầy bị cực tư tí chìa nịch. Trong phút mà nữ dương vĩnh, các bác chất ai tù lì xa cốm nẹ đỏ tẩy. Đại là mình có rõn ta chỉ cao bằng hai sân đàn chất tù lì bằng nọ tẩy. Tại vì có ai nóm tự đòi chốc cháy khăn tù nè tí ca nghiệp hoàng đại. Rít rít tốt tốt dốt, mình mến miến này thả. Chết ta tốt tốt dốt ở vầy tàng ó, đòi mình trở rỡ, mình kết lõ ạ cọ. Rứ tốt tốt đòi xa xa nụ tẩy. Bá bông đồ chân nó kê nâng hào thả, bảo mô xâm rám tờ vĩnh. Nét ná đã bảo mô xâm rám bàn trán, nụ có kê nâng áo chú mùa thả, chia sạch xâm rám anh chân tử. Cách vô bạp ní, dường có bông miễn ở với bó rì dài ở bán lọ sạch chương lì lợi. Cá chết chơi rớt nạ miễn trong này đừng, miễn xâm mặt tập hiệp, mọc vơ cá chi mùi, nâng sang bảo giói rùm khỉ. Tớp chắc thả chi nạ chơi với bất bạc gọt. Mà nụ bảo hết ní, mần miễn trán bồn màn tỉ. Tôi chỉ rằng nà gọt đời, cả tôi tuôn mà nó ở chỗ chìa mùi khá luôn. Có chìa mình phát bì mà nó bần lòng phần này khá. Đã bụi cái xâm đánh xâm bọ khá. Ta bùm miễn xâm mặt tập hiệp. Đã bần đàl ở cả nghe trời ràng xa tiết. Rư trời rô lông rô lý tờ vinh có miễn đại. Lẹ khăn đầm bồn, đã lưu sứ ba nị dây. Nẹ tèng nú, cua ta chìa mà nó đã miễn đầm lấy. Miễn xoa mây phẹ. Ba miễn con xâm bát tèng nụ hời. Tôi bây chí nẹ nụ, miễn xâm mặt tập hiệp khẳng. Rước xaoy, dân cú ta chơi rớt tôi tùa dột nơi trong nách lõ rồi bỏ kế mọc bà cả. Bọn tay bà khám miễn xóa mây phẹ, rước phép xóa trăng nịt tề. Tôi bây chỉ kê bù cái dàng ná, có khám miễn đâm lại lời. Hơi, dân cú ta bắt đề sạch công tôi tùa dột lõ chuyện. Mà dàng tiến, mà nụ bông mến chí vật thổ lời. Bà tôi tùa bàn nét bù cái mọc chẳng cua xóm đại hời. Tại bù kê bà chỉ mình cho xóm rong khí tề nụ. Vì có nơi ta chỉ cả ít bà giót đọt đại. Hẹt ní, bà chết bà máy bà một mà nút bán mọc hời. Dân có trời ta chạp xăm cường bánh chốt khỉ đại. Tớp xăm ló vì chân ảnh. Ai mà nút mà nẹ, trời ta miên chung niên bị xe riêng riêng khá luôn. Xăm rắp bóng bánh chùm nọt ná đa dân trời cả. Bốn, cứ trời miên chung niên xem xem chùm rọc khỉ. Đâm bấy chùm rôn kết cá ao tờ một bàn đòi rồi luôn. Mà nút đa miên chất tù lý. Tại miên mà nút nơi khám bóng cọp chẳng. Tại có một mến miễn này thả, sắp tay chi mà nó đã ách sáng nơi xa mặt tập hóa đã thông thêm cực khí nụ tỷ. Hồi chi tu tử, cá tu tu bán chuộc cháy thông thêm, nâng cá có sáng xa mặt tập hóa thông thông ai xâm rạch bản. Tại anh ta miễn kích xa hạ cả chi cực. Bùm sớ đã miễn nô nà, với tay mà nè anh, bán nụ lời. Đâm bây xâm rạch phai nạ ca thông thông môi châm nuôn, đâm rơi ở miễn đâm nạ ca xóm xa rộp tơ tam tùm nô kháng kháng. Bùm. Tiếng trời bóng bất rương xâm ngắt ao chết bóng phật. Mình ách bần đá ao chọ là vên trong nách nà mùi lại. Bùa, bà miên plot ở vây tay bần tịch bần tuôn. Có ách phơ ao cửa thân nạc bàn đài. Băng mê, chlong xạ mật. Phái nà ca xâm ngắt, rô bò chào cào. Nhi chân nằm trong bần chọc nê ra chạc cào. Ả thư ri chân xì. Bà ông trông riêng chân tơ bà biết đầm bòn hồi chí nâng làng xìa. Đà miên ly sư. Chị ạ kẹ xe nà bạc đầy. Chào cào chìa mà hà tà lạc châm nít. Nâng nè ông mà cha hù hay. Chị rì chạc bọt ra bớ.
nom khnie dang hai tam prae ang teu khnong omlong pel tveu damna mok dal srok sa chiu prae ang mchach chon si trong pro chuon chi tumngun prae ang dang khluon chbas tha mach riech kan tae sathat neu chompuh mok hai teup trong mien riech bantul teu chao kau oy so se prae riech sa muay tam prae riech aoka robas prae ang prab teu dal fu su chi riech botra chbong dal kompong meul kho trou kong top tam chi dan khnong ban ti muay dal kan kap dal lok me top meng thien oy prae ang pranyap tralop mok ritheni veng chi ban toan kran tae sa likhat so se chap man toan teang ban ban chun teu phong chun si ko sao ti veng kot teu haet ni prae riech ban dam nang prae riech botra robas chun si trou sathat neu khnong dai robas chao kau teang oh đời xa tại bờ chao ác thi riết trong sao ti vương cốt nơi ai cầu ri thân nhị đôi chân này từ ác kẹt sen áp đầy lý sử miền ca prui baram khai cảnh đầm nâng ni lịch lư chọc chai từ khăn cảnh ai nâng nom ao sát thân ca sọc tê khai từ chi miền rừng vực vô cho là chọc cả lần hết ni kể còn lẽ đầm nâng ni giang chết chết ti bom phốt mình toàn chặt ca ở rìp trong pi thi bồn sập ở vầy lại rương ni miền tây lì xứ chào cào phù hải nâng mahatlak chôm nứt bom phát bắn nó đạn bản đằng chào cào chia mahatlak đã được nong vẹn tăng ta bị khmer thọ bong riên phù hải bị mồn mạo từ miền phía chất nứt chia môi phù hải phù su ri chấp bắt chấp bóng robot chân xì chia manu miền nị sài nị dây trăng ật lẹ liềm tai rừng tầng đắt khát bản tịch hải mình sẽ trở khỉa chìa mùi chào cao bồn màn tỷ. Tại bài chìa miên thiếp chất nứt chìa mùi nâng mê tọp mừng tiền tờ bình. Cả bà chào ạ thị rít nâng miên bà chuẩn phu su thọ bà chăng chung tốt nâng bà ổng mang tớ mang màu ọ chì tràn lớp tràn xa mọc hời. Với ai bà ổng mình sẽ sắp bà hạ lật tỷ nâng kê nút bồn màn tỷ. Hẹt ni tớ bà ổng bằng chung kê ai tớ cực cồng tỷ hiến chia mũi nâng mê tọp mừng thiền tờ vĩnh đã tam ca bích chân xì trong chuyến dồn thả công nít ở bạc phù su bích chia trầm trừ cá bên chun kê ao tơ nâng chia mũi mừng thiền tam bích bồ men chia cá đã tố ở vây nụ tỷ tại chia cá bên chun tơ đầm bay ở kê bán vực hạt luôn ở miền phía ở rừng bằng nụ ảnh chào cạo đừng thả cá đã bắt chào ạ thị rít trong miền bà rít chia ao cá ao phù su vô trò lọc mọc rít thần ní san yang đã tụ bay chia nơi khnông rít chia xa bông bán bên chia cho bà thả nâng trớ ai nô nà lan snong rít xong bát bàn to gọt đào tại khnông ạ tần này khnông rít chia xa nụ vì có chia các bên chia cho bà loạt thả ta bà ông miên rít chia bông nong yang nà bà tám bà rít bà bây ní đã ạ nô vọt to to khní màu cứ phu su chia bà rít chia bọt trá cho bông ní ảnh tớp xạ xong chia nẹ snong rít bàn to bì bà ông cháu cào đã bùm sâu xì xài khní chì mùi phù su tên nụ mình cùng nật thả bà phù su lãng thơ chìa bà cháu ạ thị rì cứ bật chìa bùm mình phá lọ ở vấy đọc luôn lời hẹt ní tớp kẹp chìa giếm ở rốt mặt châu bài đám bay chặt ca túc chì mùn cỏ la ốc rô bọc kê cứ rít chìa xa đã sật thất nực nông con đáp đáy ở rốt bọc luôn nì ảy nẹ đã bàn đăng bì cột bòm nông rô bọc chân xì mùn kê bèl bà ăn sao ti văng cút cứ miên tai mà nụ bay nẹ bần nó đã đằng rưỡng cứ khuôn ánh lì sư nâng hù hay hẹt ní tớp kê ách bần chó bần chôl pi nẹ tiết nụ bán ở vây có nâng bà rô tớ đòi rô lùn chìa mần khẳng phái nạ ca băng mê chlong xạ mất có chạp đàm cả lạng kê kết sắp sai đầm nâng chanh tớ cực tức đầm bàn thả bà cháu ạ thị riêng miên bà rít cho áo ca ai hù hay làng snong rít bắn to bì bà ẩn hai khlánh bắn lâm lơ bà rít cho xa bắn chi ai phu su nâng măng thiên xóm lắp khluôn ảnh chào bà thơ đôi chân này bàn khluôn nâng ai đếch luộc giang rộng phơi mình chăm bạch phây bụi ở vây tàng ọ ai ôm nát ất thị bôl ở rô bọc khluôn có căn tay khlăng chiêng xạ máy bà cháu ạ thị riêng chân xí nâng miên bà chân tự tiện gọi bì xóm ra chất sạch bạch hời chào cào có tới chút nâng hù hay đảm bay cho cha bằng cho bằng châu bằng tích mà đoàn thả bếp đài bà cháu ạ thị rì trung sao tiêu viện cốn bà ổng mình toàn bán tài tăng nè ông mà chắc ông nà mối nở lại tê trung căn tài miên bà rít cho ao cá ao phù xú
trở lọc cán rít thần ní sàn giáng bần nó. Hẹt ní, bà sân bà phù xú, trở lọc tự đo rít thần ní hài nú. Kế mục chía nâng đầm láng khuôn ánh, chìa bà cháu ạ thị rít chìa mần khan. Rì ai bà ấn, chìa bà rít chọc bà trá đò lọ mùi ẩn. Đà bà cháu ạ thị rít trông sắp bà rít hạ rạch tay chuyện kê. Bài chía mần bán cực cực phản đấy, xông bấy tài mùi chồng rít tốt, có khẩm hình đai. Ta ní, chìa ca giúp tệ thoát đà rử tết. Hù hầy, ngụa bà xê ra xa, hai có bàn chá lại tọp tờ bình. Bất chí ảnh chăng mên hai. Ta dưỡng thlọp lưu kế nì dạy tha. Bà cháu ạ thử rít đà chú liều vấy, ta ánh tài xoál bộ bò rì vã. Bà bạch đá, đò chú liều chá lát, ta ánh tài xoál bí bật trá rồ bọc luôn. Cá ba xâm đạch bạch đá chặt khát đột ní. Cứ bất chí bà ấn miên hạt phòl ở vầy muối cho bà lò hai. Cháu cào chi diếm bằng chôn bằng tỏ tiền. Mẫn bà gót chi ảnh chấn rò hốt nụ tế bà ấn. Ở vầy cực giáng ví ạ sài lơ mà nụ chi nẹt vơ. Hẹt ní chùm rớ miên tài bì bà nó. Rư muối phàn đầy tàng mũ thlẹ mọc chi rô bà bà ấn. Rư muối thlẹ từ khăn ông còn đạp đáy rô bà phù xú. Tàng bì giang ní vì khó khăn nít đôi mệt nặng đây. Bà ấn chi nét đà miên sức trở rớ mồn kề. Âm lát khăn ông ca xâm rách cư sở thất nở lờ khuôn bà ấn. Tu bằng cúng nâng lộ ạ kẹt xe nạp bà đầy lì sư bà nó. Bà ấn dô sớp, tu bằng cúng nâng khách khăm bằng chô lì sư chi bàn to. Hái bà rì chọc bà trá rung chám tại ngày làng cổ rì xâm bạch tái bà nó. Pi đồng bồn. Phụ hãy hát đồ chìa mình dồn bồn tâm tế. Tại bần tốt bị trớ cháu cao phụng trở chìa bần tích mà đoàn bần tích mà đoàn máu. Phụ hãy có dồn sớp tâm phìm. Bần tốt bị nụ, cháu cao có bàn tờ rốt lì xử đám bấy bọ sải bần tỏ. Lốt của bàn cháy đồng bì rương lõ nâng ạc rắc ở bàn chấp bà lót chìa môn sân thà. Bà phù xù láng chìa bà cháu ạ thị riêng. Kế mục chìa tàn tăng mừng thiến ai láng chìa ạ kẹt xe nạp bạc đầy chùm nuốt rụt lột chìa mần khan. Lột chìa mần nuốt chạc tùm, đại bà cháu ạ thị rịch muốn tục chất bẩm phót. Đại lạc xạ xong nâng đồng náy nỉ na. Đôi chân nét ta lốt, sọc chật ai kế mọc đành đàm tờ vánh đòi sùa sùa tê rứ. Lý sử có mần khó bị hù hay ở vầy đại. Kế bà cách bị đồng bồn, tái bần tọp bị kết thần thái rụi mọc. Kế có dôn sọp ạ nô vót phai nạc cả. Băng mê chlón xạ mật, rùm chìa mũi chào cào, nâng hù hay anh chân tử. Cả đòi bèl xâm rõp xâm rùa ban chốt chạy hời. Chào cào, có riêng chọm ạ nô vót phai nạc ca chìa bần tuần. Kế chạp đàm cài rì chà xa rô bác bà cháu ạ thị rì. Đã bình chi ai phù xù trò lọc tư rì thân ni sàn giảng. Bà mọc chìa cạc đã bình chi ai phù xù, trở thơ ạ tật hiệt vĩnh. Đòi xâm áng lè thả. Kế miên công hóa bà chăng nâng bà cháu ạ thị rì. Bà rụt lọp tò mọt chi chẳng lợt chẳng xa mọc hời. Rì ai lúc mê tòp mừng thiên, có trở thơ ạ tật hiệt đôi khỉ đại. Đòi xâm áng lè thả. Bà cháu ạ thị rì không tục bà tây ai đất nôm tòp chi chẳng xa nè. Tại lúc bà chìa mình ai sang sẵn đáy ở vây ai bàn chìa đồng công phùn sọ. Hời, trời bà cốt đồng này ai tờ lục vàng lý, chìa mê tọa bà rông tốt tuôn bằng tỏ bình. Trong này, rướng bà cháu ạ thư riêng trong sao tì vàng cốt, có bộ kê bấm bất giang chất mình ai miên nô nạ đằng đại. Lúc trà tà vơ trò lọc mọc đó riêng thê ni bình, tớp kê bà cá bị đồng năng sao tì vàng cốt ở bà cháu ạ thư riêng chân xỉ, hay kê có bà cá bồm khỉa đại thả. Bà cháu ạ thư rít, miễn bà rít cho áo ca tăng tăng hù hãy, chia rít tì hít, ở làng xin nông rít xâm bạch bần tỏ. Đã cà rời máu, miễn bà niêm thả, bà cháu ạ thư rít, chân ơ xì nụ ảnh. Băng mê chlong xạ mật, miễn này thả, vờ phai nạ ca xâm ngắt đâm bây xâm rách cô đại ở bầy mùi. Bà băng mê chất, kê nâng ạ chlong xạ mật bàn đòi sô vật rập hiệp. Tại bà băng mân chất bình, kê nâng khla chìa châm nây rô bọt trái chá làm đôi chân hợp đại. Chào cào, chìa mân nút Atama nì dùng, khô khẩu, bố bình đôi lập bạch cỏ, giang si chung rơ bòm phọt. Kê, phlom trò chìa hù hay, nâng ly sư, bàn đòi nghỉ. Rốt lê đã tốt tờ lơ phù xú, nâng mân thiên, bàn giang tùm nồm. Rốt lơ hù hay, đà nâng nông khra nhằm rô bọc luôn, ai làng chìa bà chào ạ thị riêng chân ơ sư. Đại bộ miên nẹ nạp xên bán đăng bí ca bật nỉ lại.
kê prau yut ta sa bang mê chlong sa mot ban yang ro lun dol sam rach kol dai ro bak khluon yang chok chay bang mê chlong sa mot mần mên chi ka sam dau ta lơ phai na ka sam ngat dai bokol samanh thamada tver nu lai tae chi phai na ka sam ngat kamrat khpuh bat bang manuh ban tu tiang phan dai prau obai kol yang pen prasap ro hot dol neak samanh thamada mần nực sman dol dal prau priep mok samai pachaban dường thlop đăng ruột mọc hai âm phí sản đại rô bọc krom Al-Qaeda đực nôm đại Osama Bin Laden đại bàn vi pra hà tờ lơ a kia World Trade Center rô bọc Americ cả bịt ngay tì đập mùi khai cả nhà chân nằm bì bòn mùi nụ ảnh bằng mê chlong xạ mật chỉ dốt tờ xác đã trực an vọt ai khơn thà đồng nà ca khang krau minh lạc nạ xa manh thò mật đà bòm phốt bù minh ở vầy khóc bọc rạc đầy rưu cú ai xong xài lời bòn tài tạm bật អ្វីអ្វី សត្តាជាការ រៀបចំ ឆាក របស់ បុគ្គល ឬ ក្រុម បុគ្គល ដែល ជា មេ គុណិត ដើម្បី សម្រេច គោល ដៅ ម្យ៉ាង ម្យ៉ាង ដូច ជា ផែនការ ចាប់ ឧក្រិដ្ឋ ជន ឬ ផែនការ រំដោះ ចំណាប់ ខ្មាំង ហើយ ដែល ក្រៅ ពី នេះ ច្រើន តែ ជា សកម្មភាព អាក្រក់ អាក្រក់ និង ពពពេញ ដោយ ភាព ខូចខើ ទៅ វិញ ព្រោះ ថា ជា ទូទៅ ក្នុង ប្រទេស ប្រជាធិបតេយ្យ រឿង ដែល តាក់ទង ដល់ មហាជន គេ តែង បើក ចំហ ឲ្យ មហាជន ដឹង គ្រប់ ពេល វេលា ការ ដែល យល់ ដឹង ពី ល្បិច កល អាក្រក់ ពុំមែន បាន ន័យ ថា យើង ត្រូវ ធ្វើ អាក្រក់ ដូច គេ នោះ ទេ តែ យើង ត្រូវ ដឹង ជា មុន ដើម្បី ប្រយ័ត្ន កុំ ឲ្យ ធ្លោយ ខ្លួន ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង អន្ទាក់ របស់ អ្នក ដែល មាន បំណង អាក្រក់ មក លើ យើង មុន នឹង ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ អ្វី ត្រូវ ស្ទាប ស្ទង់ មើល ប្រតិកម្ម របស់ មនុស្ស ជុំ វិញ ខ្លួន ជា មុន សិន ថា តើ អាច ធ្វើ បាន ឬ មិន បាន អ្វី ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ការ ពារ កុំ ឲ្យ មាន គ្រោះ ថ្នាក់ កើត ឡើង ជា យថា ហេតុ đời xa tại cả pranyap pranyal vờ nợ tổng vờ đại bản tì bản toàn bác thmo stu phlâu là bách công chặt cù bạc đệ bạc rô bạc chào cạc chặt tăng bị chào cạc khlai thơ chia ca lực đầm cán ở hù hay làng thơ chia sách krong rít lơ nô cô chân đòi tăng praniem thang chân ơ sư mọc kể có cánh ta mít ất tịp bồn khlang lang chi lộng đạc ngày mùi chào cạc bạn bỏ đất ở rưỡng mùa bóng cách đoàn lì sư nâng tu nhung nhung sạch chân ở sư ao chanh rịt bật chia bỏ hà chi vất lì sư ở tàng cổ xa bạn tọc máu kê có bán làng đồng nán chi ác kẹt xê nà bạc đầy xóm tàm bóng nón đã luôn bóng tốc mọc chi dù hờ chạp tàng bị bán làng chi ác kẹt xê nà bạc đầy rồi máu chào cán bạn chạp đang cà đạp âm nát nông rịt đồng nát bằng tình mà đọc bằng tình mà đọc kê cầm chặt buộc nê mượt xe mọc trắng hai bên trong bên châu ao chân ở xứ kịp sóng cát prachiri đại promol pon yang thuần thung ngô đập bay dục mặc cho chốn cai lồng ở prachiri prachiri cây cỏ trời rong túc lồng ba ro hot trom lệ bàn bùa kế còn nằm khnhiệp bạc báo prachang tỏ mọc quỳnh chân sơn bằng prakat tăng khluôn chia đánh nô cô chủ mình prom trong nóc ao chân ở xứ hai miền nhạc control yang cô kre สถานในក្នុងสถานภาพนี้ ឈិន អឺស៊ឹ មាន ក្តី កង្វល់ ជា ខ្លាំង មិន ដឹង ថា តើ នឹង ត្រូវ គិត ធ្វើ យ៉ាង ដូច ម្តេច ចៅ កៅ ពេល ឃើញ សភាពការ ដូច នេះ គេ ក៏ ឆ្លៀត ឱកាស រិះ រោម មធ្យោបាយ ធ្វើ ឃាត ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ ឈិន អឺស៊ឹ ដើម្បី ឡើង គ្រង រាជ ខ្លួន ឯង ប៉ុន្តែ គេ នៅ មិន ទាន់ ប្រកាស ក្នុង ចិត្ត ទេ ថា តើ ពួក នេះ មើល ទាំង ឡាយ សុខ ចិត្ត ទទួល ស្គាល់ និង គ្រប់ គ្រង ដល់ ខ្លួន ដែរ ឬ ទេ នោះ ឡើយ hẹn ní kế có rộng nức vị thị mùi cứ vị thị bác thông tuộc lợi đảm bấy tiếp tục mơ bỏ tích cám rồi bỏ buộc nề mơ môn trầy tiền nụ thả tờ buộc kê nâng mít ế rơi dạng bọt chlai tọ mọc vinh dạng đôi mà đầy khlạc chào cáo bạn ơi mà nụ nôm cắt đăng mùi của bạn chôn mọc căn ở rộng chùm nụng kê chọn ơ tờ cắt đăng nụ hãy cắt tù tờ bè rì chìa thả cắt tù bè ăn thầm mây ní tu bằng cốm ban tờ tùa xét đó là ó vị xét mùi của bạn tớp xong ra chất nòm dốt mọc thoái bởi ón crap tool chân ơ sự tốt tờ khơi ở với đã chào cao bằng hãng cứ việc còn ta chia sạch cả đám mùi của bạn tại bằng nọ tái bài chia bạc tha chia xét tờ vệnh bởi ón trông xong rút bạc tay cả ác ái hai miền bằng tù thả lúc ạ kết xe nạp bật đấy bù cái lên sợ nạ chè vô cách đánh mọc lên sải tha chỉ xe bán đội sruột tại mặt đón
ông kích sman mình đòi tiền thả chào cả ba chị tu tóc đòi xong đây ba mừng mặt tự mình bệ cả rồi ná thay bị sẹ ní cứ bất chỉ sẹ mét na bệ ông ba mình chưa tế xong bệ ông sa tra su phụ niệm mới từ ông ní lô mở thả ta sạch ní vì chỉ sẹ rứ co chỉ cái nắn xong đây ní vừa ao chân ư sứ ngưng chân ngóc chỉ khẳng trung miết đầm rạch nóng bệ tay thả ngày ní lô ác kết xe nạp bạc đầy ព្រះហេឡេបណាប់អ្វីខុសទេដឹងឬមកពីយើងផនច្រឡំដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាតើព្រះអង្គមានរិទ្ធបញ្ជាឲ្យពួកនិមន្តមន្ត្រីជួយពិនិត្យមើលថាតើវាជាសេះឬក៏ជាក្តាន់ឲ្យពិតប្រាកដពីដំបូងពួកនិមន្តក៏មិនយល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាចៅកៅបានជាថាក្តាន់ជាសេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកដែលឆ្លាតគេក៏មើលធ្លុះអំពីការគិត ដែលថាចៅកៅពិតជាមានចេតនាអាក់កំបាំងអ្វីមួយមិនខានបណ្ដាពួកនាមមើលមន្ត្រីដែលចាំតែអបអបនឹងចៅកៅក៏ស្រាប់តែគេនាំគ្នាឆ្លើយតម្រូវចិត្តចៅកៅដែលមិនខ្វល់ថាជារឿងពិតឬមិនពិតអ្វីឡើយលោកអគ្គសេនាបតីនិយាយត្រូវហើយនេះគឺជាសេះដ៏ល្អវិសេសមិនងាយនឹងរបបានទេក្រាបទូលឯបណ្ដានាមមើលដែលជ្រិញ มันเสิร์ฟเป็นจัดหนึ่งตรงเบอร์เราบอกเจ้าเก่าเก็บบางชลายตอบเจ้าการปิดได้ประชังหนึ่งเจ้าเก่าเตวินทาแปรอ่องตรามันขอเตะกาปิดสันนี้คือเจี๊ยกดันจังตัวแต่มดองมันเหม็นเจี๊ยเสร็จล้อเอาไว้เตะกราบตูลจำนายไอ้เนี่ยมันมวยจำนวนเตี้ยสกจัดเนื้อสเงียมมันสมได้การโยกขึ้นเอาไว้แต่อ่องเรื่องนี้เกก็ตกไอ้เนื้อเจี๊ยตุ่มน้องอันจังตึงปนใต้เจ้าเก่า គេបានសម្រេចគោលដៅបំណងរបស់ខ្លួនព្រោះរឿងនេះធ្វើឲ្យគាត់ស្ទុកដឹកអំពីប្រតិកម្មដែលនាមមើលមានមកលើខ្លួននិងមកលើស្ដេចឈិនអឺស៊ឺដូចម្ដេចខ្លះមិនយូរប៉ុន្មានចៅកៅបានរកល្បិចកលកំចាត់នាមមើលដែលសំដែងអរិយាបានប្រឆាំងនឹងខ្លួនម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ស្ទើរតែអស់គ្មានសោះឃើញដូច្នេះពួកនាមមើលដល់តែផ្សេងទៀតលែងមានអ្នកហ៊ានហៅមាត់មួយឺ ហើយកាន់តែខ្លាចគាត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចៅកៅកាន់តែបានចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនពេលកងទ័ពរបស់លីវប៉ាងដែលកាន់តែរឹងមាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបានវាលុកចូលមកក្រុងសានយ៉ាងចៅកៅគិតឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីធ្វើគុតឈិនអឺស៊ឺនិងប្រកាសតែងតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកធំវិញម្ដងគេបានបញ្ជាយានលើកជាកូនប្រសា នឹងចៅឈិនជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យនាំទីហ៊ានទៅបង្ខំឈិនអឺស៊ឺឲ្យធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកចៅកៅបានតែងតាំងជើអ៊ីងជាព្រះនន្តាមានន័យថាចៅរបស់ឈិនអឺស៊ឺឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជាស្ដេចនគរឈិនមកវិញជើអ៊ីងយកធ្លុះអំពីផែនការដ៏អាក្រក់របស់ចៅកៅទៅពិភាក្សាជាមួយព្រះរាជបុត្រទាំងពីររបស់ខ្លួន រៀបចំផែនការសម្រាប់ចៅកៅវិញចៅជើអ៊ីងសោយរាជបានតែ 46 ថ្ងៃលឺប៉ាបាននាំទ័ពវាលុកចូលក្រុងសានយ៉ាងហើយជើអ៊ីងក៏បានព្រមចុះចាញ់ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គត្រូវសៀងវីធ្វើគុតទៅរាជវង្សឈិនក៏បានត្រូវរលំរលីចាប់តាំងពីពេលនោះមកបោះថ្មស្ទុះផ្លូវមានប្រភពពីពួកចៅអំបុកចៅអំបែង ពេលដែលលួចផ្លោះរបងចូលផ្ទះនរណាម្នាក់គេក៏សាកបោះថ្មមួយដុំចូលទៅជាមុនសិនហើយស្ដាប់មើលថាតើមានសកម្មភាពមនុស្សឬមានសម្លេងឆ្កែព្រុសតបមកវិញដែរឬទេបន្ទាប់ពីស្ទង់ដឹងថាសភាពការមានអំណោយផលឬក៏អត់ទើបគេសម្រេចចិត្តថាតើគួរចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្តឬដកថយឬមួយត្រូវចាត់ការដូចម្ដេចទៀតពេលក្រោយមករឿងនេះត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាឧបាយកលមួយប្រភេទ ពលគឺមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយគេគួរសាកល្បងស្ទង់មើលពីប្រតិកម្មបន្តិចបន្តួចជាមុនសិនថាតើអាចដំណើរការបានឬមិនបានអ្វីទាំងនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់នូវកំហុសធំៗដែលនឹងអាចកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យខ្លាចខ្លួយប្រសិនបើគេប្រញាប់ធ្វើអ្វីៗដោយតក់ក្រហល់ឧបាយកលនេះប្រើបានទាំងចេតនាល្អនិងចេតនាមិនល្អប្រើបានទាំងរឿងតូចនិងរឿងធំ ចាប់ពីរឿងលួចមាន់លួចទាឬរហូតដល់រឿងប្រទេសជាតិក៏បានដែរ
bọt mò sụt lửng robot chào cãi ban bằng hai ở khơi pi là bệnh cỏ giang cho bạc rolet đôi nơi còn đào ngày trẻ cứ chỉ cả để dây phút phô sọc sọc nơi lửa cổ đã sụp bấy tại cả đánh có kê hiên tha chia sẻ cả đại chào cãi bạn bọt mò mùi đồng trời trong cô đang tàng sống vừa ở chân ở xứ vùng với vùng vọt ốc tàng niềm ơn tàng xì vật nâng con tóc nơi nông rộng trùng nụng khi mình nạ hấp mọt rụi nẹ nà kết toán có toàn nẹ nà kết mần toán có trực nhảy đòi xa lọc bách ở bọt trào cao anh chẳng tỉnh nẹ đào trẻ bọt mỏ kê ai sẽ tiếp xúc đứng âm bì bù viên mà nụng mà nẹ chào cả bạn pra lọc bách ní nơi nông phở khổi sụp bày tài nẹ miếng bạc nha đôi chìa lì xử còn nơi ta chanh lọc bách ở bọt trào cao đại ở vây của chìa viên cứ mân pra lập bách bằng phai nạc đỏ tẩy đặt đầy lộp lôn đồ chào cả ở vấy đại cụ ạ nô vọt bọt mò stuộp lử ai pra khnông phơ lõ bàn giang trạng bác đơn chi môn thả kê pra vị thị ní dân chạp rốc vị thị tục tuần sắc xa ở đơn bí chất nạc đỏ tẩy đặt bây rốc vị thị xâm rộp xâm rùn ở trơ rời khní cua xa cúc rư mần cụ xa là bóng cho tuần tích chi môn muốn nâng chập đam ở rốt xì thổng bà tờ ruột có bánh to sẵn sầm tờ tiền tái bà tờ mình ruột của chập đam ở rốt dụt tờ sạc thầm mây cá bị chà ra nà ở vầy mùi nóng rồi dạ đâm bồn mà nú tay vì đâm lại tờ lơ xong bọ kào chì mùn hẹt nì hời tớp kê khóm tốc tay rụp riêng khăn kào ở bàn lọ mượn mình trầm tài bần nó kê ách bảo xong bọ đà bà hòn nóng mọc bàn lòng phân nếch mà nú xong rách cô đạo bàn dàng thông thịnh tiệt phòng chay cay bàn tò à dụ xem ý dục mênh khuyêu chiếm mọc chanh múc chung nu đạch chù vậy chân năm đồng bông này ca làng krong riêch rô bọc bà cháu ạ thị riêch chân ơ sư đại cháu cao chân ạ riêp chăm chạ nu chân sinh bàn thơ ca bác bao to tăng chì mùi riêch vùng chân nơ phùm ta chữ nơ khai pram buôn nê chân năm nu ân thông chỉ cho vai sọc nơi sọc khoai chi bàn hào sang lèng mọc chuốc hai nị dì bạp thả gọt nâng thơ ca bác bao hai xong ao sang lèng nâng vôn chu tự đực nộm tổp sang lèng bạp tự ân thông vinh thả bê nị vôn chu công phong rút thiệt luôn nở lời to tại xua sang chi tự đừng thả vôn chu nở tì nà ân thông có ao sang lèng tự hào sang chi mọc chuốc bê mọc đọc tế rô bọc ân thông xeang lèng ao xeang chi căn đào châu trăm nơi khang cầu trong này khuôn kề có trôi tới chuột ân thông tam nè ảnh bàn tọp mọc ân thông bên chi ao xeang chi trôi tới chuột vinh mà đòn về trôi tới đào tôn mốc ân thông xeang chi có vót mũi đào đặt các bà ân thông lẹ mọc đầy các bộ tam mà đòn tử xeang lèng dục họ ao rô bọc ân thông mọc bẹ hỏi căn các bà ân thông đã chênh mọc rãi phụ niềm ơn nơi rung chung đông khơi đôi chân này có nóm khi nếp hay chào lào lạng. Ai xem chi, có mình bằng ơn dụ đại. Kể pra các bạch đau rô bọc luôn, bà hà nẹ chung nít ở rô bọc ân thông, bản đàl ai slap ở rộp rồi nẹ. Chùm nạy nẹ đọt tay đà xoal bì slap, bản lốt chung cung xong cho chô chung mùi xem lèng tay mà đoàn tử. Cả rõi bì bật tạ ca đọc đau cô cục nụ cao lạng, xem lèng có tăng luôn anh chi cho vai sọc vai chi, đào chặt ai xem chi thơ chi mê tọp rộng. Hãy lược tọp tờ vị bọ dục sọc đọt tay mặc vơ chi chấm nọ rô bọc luôn đảm bây bần to thơ ca bác bao pra chăng nâng rì chụp vùng trận. Tam bật tử xeang y, xeang chi, cư xeang vi nụ ảnh. Nơi chân nằm nụ quạt miên ai dụ mập hay buồn chân nằm. Xeang liêng trở chi ở bốc mi rô bọc kì. Ở bốc rô bọc xeang liêng cư xeang yên chi mê tọp nô cô chù. Trở cô xeang bản thơ chi mê tọp nô cô chù ở chi chân đâm nò mọc hời. Đói xa bàn tức đây sọc xeang ní chì con bom nách tớp cru xa rô bọc kê pra tra cô xeang chọp chì ở rô hột màu. Cảy bì bàn đức nôm con công lăng thơ cả bác bảo xeang lèng nâng xeang y bàn nôm tọp chlong tân lê chàng chàng. Xâm rọc chpù tớ tư khẳng lịch mân dù bần màn công lăng tọp có bàn can lăng rô hột đò tớ pram mùi tớ pram pì mơ nè. Nở bê nụ chơn xinh trở tô tuôl bạ ra chay hãy có slap nơ xa mò rô phùm nụ tử. Cảy màu miền nẹ sọc chiêu tan mà nẹ chmô tha phan chừng miền ai dụ chất sập chân nằm bàn mọc xóm chuốc nâng xèng lẻng tụt bây chiếc luôn miền ai dụ chắc nạ tàu hai cái đầy phan chừng nơi ta miền sát tệ bà nhà chứ liêu vầy
miền sa mát tập hiệp bàn sàm bà mát mơ sát thà nạc kè đã bầm rong nâng cát lang bàn giang lọ. Gọt bàn riêp trong phai nạc kè rùi chì sạch nằm bây sàn tơ căn xèng lẹng thà. Nô cổ chấn căn cặp nô cổ tẹng bà mùi. Hỡi bằng rút bằng rúm tực đấy ở khai chí tực đấy tại mùi. Không bận đa nô cổ tẹng bà mùi ní. Nô cổ chú chìa nô cổ đai mần xóm nâng ở kế căn cặp bàn lời. Nơi chân nằm nú, khói bì đất chù vậy. Trớ nô cô chân bọc bình cháu rụi máu. Bệ ổng mình bạn vớ trở lóp mọc chuộc mốc bà chì riêng nô cô chú chì riêng rồi hốt. Mọc đó sắp ngày ní, bộ kế nơi tại nước đỏ đất chù vậy đỏ đáy l. Chú nạn cóng lóp nì dậy thả. Tụi bây chìa nô cô chú, nơi xóm bà chì chốn trầm tại bí rư bây cửa xa cọt đáy. Nét đa cầm chát nô cổ chấn, có nơi tái chi mà nút nô cổ chú. Đào chiếc mình thật lời. Thơn xính thừa cá bà bảo, tại kế mình đã bán tảnh tăng, áo tì giết ở rục bọc đá chù vẫy, làng chiếc bè cháu á thị rì tê. Tái bài chiếc tảnh tăng luôn ánh tàu vinh. Bố tại hẹt nì hỡi, tớp quát trớ tổ túa bà rà cháy. Bề ní lộng mặt chát với cá bạc bảo. Miên mà nụ nụ cổ chú mọc chỗ rùm chẳng nà. Cứ đòi xa tái trọc cổ sáng rộ bỏ lốt. Với mẹ tốt nụ cổ chú chỉ chẳng chung nón mọc hơi. Lộng mặt chát của tài dốt ảo cạt ní. Anh chớn tìa giết ở rộ bác chú vẫy. Ở vừa chiếc bà cháu á thị riết. Đàm bấy bằng phải lợt bà rầm mấy ở rộ bác sát chú vẫy. Nâng lợt thực chất bà chì riết. Đại miên xóa mấy phía, trong phước tực đấy rồi bọc luôn. Hơi tiên rừng ní, ai khai chiếc rõ giáo khi nông cá đành đám tực đấy, khi nông kia nâng tư. Xeang lẹng vô thẻ, xong đây rồi bọc phản chừng, miên xóa rạ xong khăn chìa khẳng. Tớp kê bình chi ai tam sớp cả, rốt ti chết ở rồi bọc sạch chù vậy. Nơi ti bông phận, kê có rốt ban khám mênh chân châm bộ bê mà nẹ, đã trâu chìa cháu ở rồi bọc sạch chù vậy. Kê nụ, miên chmô thà xinh. Xeang lẹng có lơ khám mê nụ ai thơ chế sạch đạch chù vậy. Hời, tăng krong siêu thay thơ chế rít thịnh nì. Ai xeang lẹng khuôn anh cắn đâm nay chế mê tốp ưu xinh chinh. Đời xa ạ thịp bồ rô bọc sạch đạch chù vậy. Bởi chế rít rô bọc nô cô chù. Bà nôm khí nìa quam trô. Nâng xa mạ chất chốt bâm ra tốp giang chẳng cọc cò. Nông bộ bà hẹt ruộm xa mạ kì đâm bây sạch đạch chù vậy. Nâng nô cô chù. Đã thơ ai con cầm lăng rô bọc xeang lẹng cắn tay rừng mòm chì lùm đập. Còn bây xeang lẹng tốt tốt ăn cho cam tử, xeang vì bạn đức nôm tốp nô cô chú, chỗ vì lúc tăng kháng chương nâng kháng tư bồn. Vừa ai âm nạch bà rơ mây rô bọc kê, làng lập bây rôn tư xót xay bình tăng nô cô. Đi bòm phật, kê có nôm con tốp vì lúc chỗ đọc rộng giàn giang, rì thân ni nây nô cô chân, nâng xâm lập bà cháu chư in, bỏ xâm át rì cho vông chân bàn xâm rách nông kri nụ tử. Trái bíp đô rộng lông rì cho vùng chân bàn hời, xeang y bàn lược sẽ đặt chú vay ai thơ chìa bà cháu ạ thị riêng y tì có bật mẹn. Bọn tay tam ca bật tử, có rõn tạp bàn lâm phân nếch bà chìa riêng bọn nọ. Xeang y bàm rộng lược luôn anh chìa bà cháu ạ thị riêng. Kế bà đào côn bàm nách ai mê tọp tiếng ọ, bàn thơ chìa sẽ đặt kranh nô cộp xênh xênh chìa môn, hỏi kế bàn práp tơ cụp khỉa thả. Pì đám đồng bồn, đài dưỡng chập đám thơ ca bác bảo ní. Bạn tăng tăng rít tì giết sạch chù vấy chia bà cháu ạ thị rít. Cứ đầm bấy bùng rứng ách lỡ bà rà mấy nâng ất thị bốl rà bọc kế đầm bấy bọn krap rít cho vùng chân. Tam bật tử cả bà đua rùm lông rít cho vùng chân bàn xâm rạch. Cứ sắp tại chiếc côn xâm bát rà bọc dưỡng nâng bộ ọ lốt tàng ọc ní. Hẹt ní, bộ dưỡng tàng ọc ní xong tay chì nẹ đã trớ cực rộng phản đầy tàng ní. Bạn tọp màu xeang y bạn bàn chai tức đầy ai cực khní cực cồng. Hỏi ai khuôn anh vô chí nhạc cực cồng phản đầy. Đói tăng cồng phân chân vô chí rít thân y. Nâng plác bà cháu ạ thư rít y tì. Ôi tớ ruột nơi ai cồng chàng xa. Đã nơi chân ngay đạch xong vảnh. Đói bằng cọp ai bà ông riêng chân đông nào chìa bàn toàn tiệt phóng. Hỏi thằng ngay khói mọc tiết. Kể có bạn bàn chun mà nụ. Ôi tớ công chặt chào tay mà đoàn tử. Bộ mến cát lang bàn đào nghỉ nghỉ, rực nông rực dạp bèl đọc lấy nà mùi lời. Đào phía tràn, stơ tài pra bèl bênh mùi chi vất, tùm rộm tài sàng bàn.
អ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬមានអធិពលសំដៅលើមនុស្សដែលធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិសាងស្នាដៃល្អល្អជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនដែលជាការទាក់ទាញឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍មានជំនឿនិងគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងអស់ពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនការដែលអស់ទាញឲ្យមនុស្សពេញទាំងនគរឲ្យមកចូលរួមជាមួយអ្នកដែលមិនដឹងថាមកពីណាពីណីមិនដឹងជាអាក្រក់ឬល្អសោះឬខ្មៅគឺពិតជាមិនអាចធ្វើទៅរួចបានឡើយឈ្មោះរបស់ស្ដេចឈូវៃគឺជាឈ្មោះដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជារាស្ត្រនគរឈូទូទាំងនគរហេតុនេះហើយទើបគេយកក្មេងឃ្វាលឈាមមកបន្តអាយុឲ្យមើលទៅហាក់ដូចជាស្ដេចឈូវៃដែលមានរស់រានជីវិតឡើងវិញអញ្ចឹងដែរខ្ចីកាយបន្តអាយុបានន័យថាទោះបីជាមិនមានស្ដេចឈូវៃក៏ដោយតែចៅរបស់ព្រះអង្គដែលមានត្រឹមតែសម្បកខ្លួនត្រូវបានគេពាក់ផ្លាកយីហោរបស់ឈូវៃធ្វើឲ្យសម្បកនោះមានតម្លៃជាខ្លាំងក្រោមក្រសែភ្នែករបស់មហាជនដែលនៅមានសន្តានចិត្តគោរពស្រឡាញ់និងស្វាមីភក្ត្រចំពោះព្រះអង្គជួយឲ្យសៀងអ៊ីអូសទាញបានមនុស្សដ៏ច្រើនមករស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចដល់គោលដៅយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមដែលគេយកមកធ្វើជាញឹកញាប់សម្រាប់ដណ្ដើមទឹកដីពីគ្នាហើយសូម្បីតែពួកខ្មែរក្រហមក៏ធ្លាប់យកឈ្មោះរបស់សម្ដេចឪមកអូសទាញប្រជាប្រិយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរជាទូទៅក្នុងវិធីនេះគេត្រូវការតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះរីឯវិញ្ញាណគេមានរួចស្រេចទៅហើយមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនោះល្អឬខ្លាំងពិតប្រាកដអ្វីទេកាន់តែល្ងីល្ងើកាន់តែល្អដើម្បីស្រួលបងវិលតែបើសិនជាសោយប៉ះមនុស្សខ្លាំងពិតប្រាកដគេក៏មិនហ៊ានបណ្ដោយទុកឲ្យនៅយូរដែរខ្លាចឡងមកវិញហេតុដូច្នេះហើយទើបគេតាមទៅកំចាត់ស្ដេចឈូវៃជាក្មេងឃ្វាលឈាមនោះចោលឲ្យជ្រះស្រឡះតែម្ដងទៅទោះជាយ៉ាងណាខ្ចីកាយបន្តអាយុគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបែបដែលអាចឲ្យមនុស្សភាគច្រើនបានសម្រេចដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពីក្រោយទៀតនោះគឺគុណធម៌បើខ្ចីប្រើរួចហើយតែពុំរក្សាគុណធម៌ជំងឺកម្មស្នងកម្មឬកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាមិនអាចឲ្យអ្នករត់គេចទៅណារួចឡើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចសម្រេចកិច្ចការធំធេងតែម្នាក់ឯងបានឡើយហើយក៏មិនចាំបាច់ទៅធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងដែរមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងដែលជួយជំរុញឲ្យយើងសម្រេចដល់គោលដៅនោះគឺខ្ចីដៃគេប្រើលីវប៉ាងស្វែងរកអ្នកមានសមត្ថភាពក្រោយពេលលីវប៉ាងដឹកនាំកងទ័ពវីលុកចូលកាន់កាប់ទីក្រុងសែនយ៉ាងផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិនបានហើយសៀងអ៊ីក៏បានលើកទ័ពឆ្លងចូលព្រំដែនមកដែរហើយបានប្រកាសខ្លួនធ្វើជាស្ដេចស៊ីឈូប៉ាម្ចាស់ផែនដីដោយតាំងរាជធានីនៅភឹងឈិនតែងតាំងលីវប៉ាងឲ្យធ្វើជាស្ដេចហាន់និងបែងចែកទឹកដីហានចុងនិងប៉ាស៊ូឲ្យគ្រប់គ្រងរួចហើយគេក៏បែងចែកទឹកដីចាស់របស់នគរឈិនក្នុងតំបន់ជុំវិញក្រុងសានយ៉ាងឲ្យទៅមេទ័ពរបស់នគរឈិន3នាក់មើលគ្រប់គ្រងដោយសារតែពួកគេនោះស្ម័គ្រចិត្តចោះចូលជាមួយនឹងពួកខ្លួននៅពេលដឹងរឿងនេះលីវប៉ាងកើតមានសេចក្តីក្រេវក្រោធជាខ្លាំងព្រោះគេយល់ច្បាស់ថាសៀងអ៊ីពិតជាមានគំនិតចង់ឡោមព័ទ្ធខ្លួនទុកឲ្យជាប់នៅក្នុងតំបន់ហានចុងនិងប៉ាស៊ូនេះហើយព្រោះទីនេះស្ថិតនៅចុងបំផុតនៃតំបន់ប៉ែកអាគ្នេយ៍សម្បូរដោយជួរភ្នំខ្ពស់រកេតរកូតស្មុគស្មាញមិនងាយនឹងធ្វើដំណើរទៅមកឡើយតាមចិត្តក្តៅលីវប៉ាងគិតថានឹងលើកទ័ពទៅតទល់ជាមួយនឹងសៀងអ៊ីឲ្យដឹងសខ្មៅតែម្ដងប៉ុន្តែគេត្រូវអត់ធ្មត់សិនព្រោះកំឡាំងទ័ពរបស់ខ្លួនមិនទាន់រឹងពឹងដើម្បីយកឈ្នះលើសៀងអ៊ីបានឡើយនៅពេលនោះចាងលៀងបានផ្ដល់យោបល់ដល់លីវប៉ាងថាក្នុងពេលនេះសូមព្រះអង្គកុំទាន់ទៅប្រកួតប្រណាំងធ្វើអីត្រូវរង់ចាំពេលណាដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ចេញពីខេត្តគួនចុងមកវិញសិនដំណើរទៅកាន់តំបន់ហាន់ចុងលើកនេះយើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់សេះនិងមនុស្សឆ្លងផុតជ្រលងថ្មអស់ហើយធ្វើជាដុតកំទេចស្ពានចោលដើម្បីឲ្យសៀងអ៊ីបានស្ងប់ចិត្តគេនឹងជឿជាក់ថា
dưỡng bất chí mình toán trở lọc từ cảnh quân trong tiệt tê. Hai kế có lên nức sẵn say ở vấy lỡ bởi ông tó từ tiệt đáy. Lưu Bang trông có dồn sợp nâng ăn ở vật phai nạ ca từ tam dục bọt ở bọt chàng lẹng. Còi bị đơn thà, Lưu Bang bán đất công tích spin rụt mọc, xeang ý kết nông chất thà. Bị bếp này từ mục, khmin ở vấy nâng trớ ở khóa khóa tiệt tê. Hai kế có bình chùn tọp trở lọc từ phần chân vịt. Thằng ngay cơ rời mọc, về xeang y công phong đực nôm tọp thủng, vợ đâm lá từ cành krong chơn giảng, đâm bay vi lúc từ lửa đạch thiền dụng nấy nô cô chỉ. Lưu bàng chơi lượt ở cách nụ, đực nôm tọp vợ trở lọc mọc cơ rời bình, hỏi vi xâm rốc chôl cuốn trong giang lươn bóng phật. Về nụ phân chân, tì bực xa kháng phá nạ ca rộ bọt xeang y, bàn xong cho chôl chơi mùi Lưu bàng, hỏi kê thêm tăng phân dụ Lưu bàng, ở vi lúc dục krong phân chân chịu bần tỏ từ tiệt. Lưu Bang bán pra mai pra môl con tọp xe bán chiêng mùi xài nẹ vì xâm rốc lần đám vô krong phương chân bán nơ kỳ rìa nụ tại mặt ông. Lưu Bang rô vô ta trách ở trong buộc chơi chung nè trông riêng chôl ta cung nơ khăn ông bà rì chơi vang rô bọt xiềng ị. Kết ta bị xếp xô ra giang sắp bài phơi phơi trông mình bán kết tê tha bể đá tốt tốt đâm nâng tha luôn trở bán bắt băng tì krong phương chân. Xeang y bạn đực nôm con tọp xâm rốc chôl tờ vi tọp hàn trong rô bọt Lưu Bang chi bần toàn vệnh đại. Đại xa tài ca thuê bà hê, Lưu Bang vốn bán triêm con tọp ca pi ở vầy lời. Vừa ai con tọp hàn trong trở bạ tọp rút chặt chạy. Về nụ, con tọp hàn trong bàn rông rô bùa nâng slap ở chiêng pi xài nẹ. Hải thêm tăng miên nẹ khla lông tức slap nơi tuần lê tù xùi chi tràn xài nẹ phong đại. Ai Lưu Bang khuôn anh có bàn nôm tọp xe chiêng đập nè, rút prah ayu rô hốt đọc rộng xìa ý. Công phong thật lạc nông sát thân áp hiệp đơn đạp, Lưu Bang bàn prakát đón nẹ đai hoa hôm tạm khuôn thả. Nẹ nã đai xe mạng chất chùi dưỡng, đầm bây đơn đầm tức đây mọc vinh. Dương nâng prak cố tức đây, phía kháng cát đầm bọn hàn cú ao chi rung vón. Ây lời ní, tạo mí nẹ nã hiên tránh mục tế. Trang lèng krap tù thả. Chân bồ tì hiến chừng khăn rộng bóng nô cô chủ. Kê miến tùm nó chơi mùi nâng xeang ý sạp mọc hơi. Trong này ai phân dự, có kế công phong rộng phần vì bỏ tới nô cô chú vĩnh đài. Dưỡng ai tiên dốt bà giói bì nẹ tăng bí nị bàn. Khăn ông bành đà mê tóp đè nơi chơi mùi bà ổng. Miến tài hàn sinh mà nẹ phần nó. Đại ai tự tù phía rạc kích đo xong khánh nị bàn. Bá bà ổng dốt tức đầy phía khẳng cát nơi đồng bán hàn cú mọc thuốc chị đảm tuấn. Dướng bà có chị ạch dốt cháy chùm nhé, lưu tốt bà bọt xuyên ý chứ mình khán. Lưu Bang dô thà, dốt bà nì bất chì lọ mên. Tớ bà ổng bà nhắp bình chun mình nụ ở tờ cho cha bình cho bình chô chân phù. Hồi có bình chun mình nụ ở tờ tẹt tôn phân dự. Đảm bấy ôi bộ kê vi lục xuyên vi pi khẳng khảo. Đời xa tại bàn phân lưu cầm lăng nẹ tàng nụ. Cuộc xóm nâng dư tất xác dàng trâm trâu nâng xóm xóm, Lưu Bang bàn dục chay chung nè lưu xương ý, hỏi có bằng cách chia rì cho vông si hàn nì bệnh nụ tử. Chay đây kê prà. Đàm bấy xóm rạch cô đau rô bọc luôn, cứ bất chìa cùng nứt đo vị xe. Đã nẹ đất nôm bù cai tàng xạm mây bò ra nâng bà cho bọn, mình ách nâng bạc đi xa bàn lời. Bồ miến nẹ nà bù cai tay mà nẹ anh bàn cực dàng, rứ bồ miến nô nà đà miên có bà đọc đai mà phê nụ tử. Đại xâm rạp mân nụ chì liều vầy, kì ách bóng cát ai khuôn miên kỳ bàl bồn màn, rực đại bồn màn, chả ơn chiêng đại bệnh nô riêng bàn tiết kỳ phòng đại. Chạy đại kì bà, có trở tới xâm đau tờ lỡ đại đại bù cài, và gọp đại bộ sức tập hiệu kỳ bùa, trở tam chùm nín, nâng sọp tam kà lạ tê xạ. Lưu Bang, bàn bà vị thí ní chăm kà lạ tê xạ lõ nà, bổ nẹ đại trở bằng bẹ cư trên nẹ hãy sốt tay nẹ đã miên bóng nông trong công chặt xương y sạp mọc hời. Đã thua ai ca cháy đầy, căn ta miên lạc nạ nghi sưu thèm tiệt phòng. Đói xa tại ca cháy đầy đó chứ lưu vây nì hời, tếp Lưu Bang co sang rì cho vùng si hàn ban đòi chốt chạy. Mà nụ đã mần chạy cháy đầy kê prà, á chi mà nụ cầm xa, rứ chi mà nụ chật trọng yết, đã bị bạc co sang quân nập hiếp chi vất, ai khuôn ban lọ bỏ xa nạ. Bồ thà, cầm lăng bồ lèng, trong nét đứng, sẵn mắt tập hiếp rô bọc mân nụ mân nẹ, tại anh ta miên công rật. Tù bây chê nẹ nụ chìa mân nụ miên tếp cơ sọl, rư á chạ rì gạc giang nà cả đào. Bà nẹ nụ mân prôm riêng sốt bì kê, mân prôm tô tùl chùm nuôi bì nẹ đọt tây, kê có bông ách xâm rách kịch cả thông bàn đài.
chạy đại kế bà, có trở tại cuộc xâm nâng cun nạ thua. Về kế bà đoàn phòl bà giọt đòi dưỡng, dưỡng trở tại xong tờ kê bình, tu xâm non nụ, chít trọp, rứ chít tực chật gọt đòi. Công ao tại si đánh, bà rùa chạp thông mà chết bàn chạy mọc thà. Miên, si, miên xong. Nẹ mân ách bà chăng nâng chạp bạp thò mà chết bàn lời. Khân nông xa mò rập hùm bà giọt, rì khân nông cá đực nôm bà tế. Tù bây chếp này cầm lăng bài miên chẳng lơ lục giang nà gọt đào. Bà khám yên nẹ đà miên sát tệ bà nhà chì liê vầy, xòm rạp chân ôl bằng hành phá lử. Cứ chì rương đò bị bạp bòm phót, xòm rạp rẽ xa phíp rừng mòm, cồn vùng. Nẹ nâu bì kòi khân nông. Siêu hờ, nẹ rịp chăm phà nà ca, nâu bì kòi liêu bàng. Cảm ơn Lưu Bang, bỏ tí tăng tốp nơi cổng phá ưu bàn hời. Mình siêu hơ bàn đa tam đầm bây chăm chui chrom trên đào kê. Khân ông ca chặt chanh tốp. Nơi rõ bê chanh phơ sắc mà đồng. Nế chân nam nụ, Lưu Bang bàn lược tốp vì lúc nơi phung phía con đào. Đầm bây bóng kráp rì chù vùng chân. Bởi tăng chắp đám bạc chạ thơ xong kìm. Rủ viên nô cô chú, nâng nô cô hành chìa bàn tọp bàn tốp. Khân ông cầm lòng bê tớp tại vì lúc nụ bần đá tì hiên rô bọt Lưu Bang bà nôm khí nê chô đần đàm trọp xâm bát miếp prạng nâng trọp xâm bát miên đâm lai rô bọt prachy bò rốt nơi cổng nụ ở chi tràn vừa ai prachy chôn cực rụng trở rộng tốc khắc vết tân nê chìa khẳng chấm nái con tốp rô bọt xiang y có đôi khí nê đại nợ bêl vi chô đọt cổng xiên giang kê bà nôm khí nê đốt bầm plan trọp xâm bát tè xâm bánh cạp xâm lắp nâng plan riêng rô bọt nô cầu chân ất miên xa sàn lại. Bà chìa riêng tiếng nụ sẽ thật nực nông sạp hiệp tọa slot phay khlạch nâng ọ sang khâm. Tỉ hiến nô cô chú bàn xâm lạp bà cháu ạ thị riêng chư ấn nấy nô cô chân. Hai bàn đất bà rì cháu vẹn vừa ai phương chạy rô hốt bay khải có mần toàn rô lột. Tỉ hiến nô cô chú nòm khuyên chích nô rô bà cháu ạ thị riêng chân xì. Đầm bay rốc rô bà miên đầm lấy bà rôm tiếng chạp sạch trầy rôm lộp giang bà rịp xáy. Thưa ai cổng sàn giang, sẽ thất khả nông sạp hiếp chủ rùa trọc bào chìa khẳng. Khả nông sạch thà nạp hiếp xong kìm bạp ni, cổ rụp tì con lãnh, công phong ta vực vô, trở bàn bóng phích bóng phán, bóng có hiếp vực vô cho là chọl. Mình tài siêu hơ mà nẹ bần nó, đã mân bàn bảo bật đôi nhạc đợt tầy. Với đã chất quạt trong bàn, mình mến cả đoàn đàm trọc xong bát nụ tê. Tại cứ chìa cả đã trở riếp trong co sang bảo tế chết bạp nà. Chốn mọc đoàn cổng sơn giang, còn lành đâm bông đã quát đâm răng tờ rộng, cứ tế ạ kẹ xe nạp bạc đầy. Quát chốn tờ sắc xa xa rao chữ ông bì phai nạ ca, nâng rốt ai cả xa cực cổng xênh xênh rô bọt nở cổ chân, đâm bây xa vang dôl bì bọt đồ miên xênh xênh, bì sát thà nạp hiếp phù mạ xa, bì gom nàn bà chì chân, bì sát kà đà nụ bôl rô bọt chết, khnông phnay xênh xênh thà, tờ vi khlăng rư tôn kh sao giang nà, rùm tăng bánh hà tục lũng bạc rô bọt riêng nơi nở cổ chân phong đài. Quạt bàn pra ai cả xa tiếng nụ, dục thơ chìa cổ, khăn ông ca cầm nát nà dục bài cực cổng bà tế, nâng đám bây cầm nát chìa bật bà nhạt cho bạp. Cả xa máy đã Lưu Bang, tớp tay có sang rì cho vùng hẳn, bị đâm bông, kể thlọc bị phía xa chìa môi mần trái chá chá, đã miên trong nét đằng khăn ông ca bà nhạt cho bạp. Hỏi bàn bà nhạt cho bạp rùi khá mọc hỏi, đám bây ai bà chì chôn cổ rù bà tế bạc tạm. Bàn tay cho bạp tiếng ổn nụ, miên tay bà dục mùi bà nó. Bà nô na xâm lạp chi vất nẹ đỏ tầy, nô na bom phán, rư lua chọ trọp xâm bát nẹ đỏ tầy, trời tai tô tùa tổ. Đại chấp bắp tăng ni, mần ách nò mọc bà ca chặt chanh đực nòm bà tê chiết, đại miên phiếp xa mọc xa mạng cho bốc cho bó đô bê nì bàn lại. Đại hẹt ni hời, tớp siêu hờ, dục tân nâng nây đại bàn mọc bì ca xong khai phlâm xa ai ca xa bseng bseng, đô chi chấp bắp bà bòn cực cồng bseng bseng. Nâng phán tì rô bọc nô cô chân, màu kriếp riêng chít mây làng vĩnh, đảm bây bàn chí chấp bạp hắn, rùm miên pram buôn át tập bọt, xâm rạp ai Lưu Bang, bà chí chấp bạp khnông ca cực cồng bà tế. Cá bà ká bà chấp bạp mây, thử ái bà chí riêng rùa nâng bàn sọc sửa, chí phót bì kết đầy tục phẩy, rứ vị bát đà ká chanh bì chấp bạp môn, đòi xa tài thlọ miên ká đạ tòn là cam thngôn thngô nâng tăng rừng hù hạt bê. Côn khám mê, nâng mân hút chá, tử bàn tù tùl ká mơ thai tòm. Bà tế chiết tụ tụ bàn sát thê rập hiếp nâng cơ đầy sọc xềm xàn. Cả rõi bị đọc rãi bà nhà hà cực giang ai miên rô biếp rịp rồi ở hời. Lưu Bang bàn bà tiên côn bòm nạch giang xạ xóm đọc bần đà niềm mơn tiếng ọ. Ai siêu hờ trở tụ tụ bàn ca bà tiên dù sạc đọc bông khắp bùa đại bàn đà lào ai miên nẹ chùm tỏ. Trở lại tọp nâng bà nhà hà ni, Lưu Bang bàn bọ sẵn thả. Bèl dưỡng tức bà mạnh sạch.
អ្នកដែលចាំតាមចាប់សម្លាប់ទុនសាយឬសត្វព្រៃគឺសុណប្រមាញ់ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រទះដានរបស់សត្វព្រៃបង្ហាញផ្លូវឲ្យសុណទៅតាមប្រមាញ់នោះគឺជាអ្នកប្រមាញ់ដ៏ពិតប្រាកដអ្វីដែលពួកអ្នកឯងធ្វើគឺតាមចាប់តាមសម្លាប់សត្វព្រៃដែលវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងសុណប្រមាញ់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសៀវហឺមានសមត្ថភាពអាចរកឃើញដានរបស់សត្វជាអ្នកចងអល់បង្ហាញផ្លូវឲ្យពួកឯងតាមប្រមាញ់អញ្ចឹងគាត់ព្រៀបដូចជាអ្នកប្រមាញ់សត្វអញ្ចឹងដែរប៉ុណ្្នឹងហើយតើគេនឹងមិនស័ក្តិសមនឹងដំណែងនេះទៀតឬស៊ឺម៉ាស៊ីនអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សៀវហឺបានវិភាគថាសៀវហឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវដោយបានគិតទៅលើសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនជាធំបណ្ដានិមឺនដែលមានគុណសម្បត្តិល្អល្អក្នុងការកសាងរាជវង្សហាន់គុណូបការៈរបស់សៀវហឺចាត់ទុកថាជាវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតវីរបុរសដ៏មហិមាមិនចាំបាច់តល់តែពាក់អាវក្រោះឬជិះសេះទៅក្នុងសមរភូមិដោយខ្លួនឯងនោះទេសៀវហឺមិនមានទួនាទីប្រយុទ្ធនៅឯសមរភូមិមុខអ្វីទេគេនៅតែក្នុងជំរំសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះគាត់មានទួនាទីក្នុងការប្រើគំនិតបញ្ញាប្រើចំណេះដឹងនិងប្រើសមត្ថភាពគិតរៀបចំផែនការប្រយុទ្ធបញ្ជាទាហានទូទាំងកងទ័ពក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យទទួលបានជ័យជំនះអ្នកចម្បាំងដ៏អង់អាចក្លាហានហ៊ានបដូរជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការលើកសរសើរជាប្រកបណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសតិបញ្ញាមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំផែនការលើសមរភូមិគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់នៃការនាំមកនៅជ័យជំនះនៅសម័យសាមកុកខុងមេងមានដៃតុនល្វត់ល្វន់គ្មានកម្លាំងកំហែងអ្វីឡើយសូម្បីតែច្របាច់កមន់មួយក្បាលក៏មិនងាប់ដែរប៉ុន្តែបើគ្មានផែនការដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់កងមេងទេទោះបីជាមានអ្នកចម្បាំងដែលមានថ្វីដៃពូកែខ្លាំងក្លារាប់រយពាន់នាក់ក៏លឺបៃមិនអាចសាងស្នាដៃឬសមត្ថផលអ្វីបានឡើយស្រួលមិនស្រួលអាចត្រូវជាប់ជាឆ្លើយសឹករបស់ឆាវឆាវតាំងពីដំបូងមកក៏មិនដឹងហេតុនេះគេអាចចាត់ទុកថាទស្សនៈរបស់លឺប៉ាងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតគុណសម្បត្តិរបស់សុណប្រមាញ់និងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រមាញ់គឺมันអាចលើកយកមកប្រៀបផ្ទឹមគ្នាបានឡើយការចងអល់បង្ហាញនៅគោលគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រទោះបីជាគេបានចេញមុខឬមិនចេញឬគ្រាន់តែជាការលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងក៏ដោយវាត្រូវតែពឹងលើភាពក្លាហានដូចគ្នាដែរតើត្រូវចេញវិលុកនៅពេលណាចេញវិលុកដោយវិធីណាត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ុន្មានអ្វីទាំងនេះពុំមែនត្រឹមតែទៀមទីឲ្យចេះពិចារណាត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវមានភាពដាច់ខាតក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងអនុវត្តដោយការជឿជាក់ផងដែរជាពិសេសចំពោះរឿងធំធំសំខាន់សំខាន់បើពុំមានចិត្តក្លាហានពុំមានសេចក្តីអង់អាចមោះមុតដាច់ខាតដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញនៅពេលនោះទេពិតជាពុំអាចដឹកនាំមនុស្សដ៏ច្រើនឲ្យព្រមធ្វើតាមខ្លួនឡើយនិយាយជាទូទៅការរកសុណៈប្រមាញ់ដល់ពូកែវាជារឿងងាយប៉ុន្តែការតាមរកមនុស្សដែលមានគុណិតមកគិតដើម្បីរៀបផែនការពុំមែនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេសូម្បីតែមនុស្សមួយចំនួនដែលឈរប្រងព្រឹត្តយ៉ាងសង្ហានៅលើវេទិកាក៏មិនមែនជាអ្នកដែលដឹងគ្រប់រឿងនោះដែរគឺតែងតែមានអ្នករៀបចំផែនការទុករួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យគាត់ឡើងទៅលើវេទិកានិយាយដែលភាគច្រើនគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកចាំពិសាបាយឆ្អិនស្រាប់ដែលមានគេដាំទុកឲ្យនោះឯងហេតុនេះហើយទៅប្រទេសជឿនលឿនទាំងឡាយគេខំលើកដំកើងខំបណ្ដោះខំប្រមូលអ្នកចេះដឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នករៀបចំផែនការដ៏ឆ្លៀសវៃជួយបំភ្លឺផ្លូវឲ្យដល់អ្នកដែលចូលនៅលើវេទិកានោះឯងមនុស្សចូលចិត្តលបែងស្រីស្រាមិនគួរឲ្យធ្វើការរីកការមនុស្សពូកាយលួចមិនគួរឲ្យកាន់លុយឬទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សលោភលន់មិនគួរឲ្យធ្វើអ្វីតាក់ទងនឹងការបំពេញប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែកិច្ចការផ្សេងដ៏តៃខ្លះទៀតគេអាចធ្វើបានបិទភ្នែករឿងតូចសម្រេចរឿងធំលាវប៉ាងទទួលយកឈិនភីងដោយមិនខ្វល់ពីរឿងតូចតាចឈិនភីងជាប្រជារាស្ត្រនៅទីក្រុងយួនយ៉ាងតំបន់ហឺណានក្នុងសម័យស៊ីហានកាលពីក្មេងគ្រួសាររបស់ឈិនភីងក្រីក្រខ្លាំងណាស់គេស្នាក់នៅជាមួយបងប្រុសនិងបងថ្លៃមានដីស្រែត្រឹមតែ30ម៉ឺនប៉ុណ្ណោះ
chân bò bong pro hồ bọc gọt chia mà nụ chất lọ mình cái đây mê ta cả rồi nà bằng bánh phơ ca nghe giang lũng bạ về tờ nì đàm bấy tùm nục bòm rong chân phình ở bàn tờ sạc xa nợ đồng bàn bình xình thằng ngày cả rồi màu chân phình bàn riêng ca nâng sợi mê mai mà nẹ đã thọp riêng ca pram lược rụt mọc hời hời trâu bà đây slap chào tàng pram lược đại cổ xa kháng bà bồn kê miên thân nạ chi vô phiếp thù thị bồm tàng chui chrom chênh ở chân phình bàn phơ chiên nè mơn nông bà rì chì vàng tiệt phòng cài bè chênh bíp tè màu chân phình bàn tờ ruột nơ chi môi bà ông mà chá chiều nơ nơ cô vời bàn tóp bì trơ kê mùa bong cạch màu quạt cọp đô tờ xông nơ chi môi sang y nơ nơ cô chi vinh bàn tài bè mọc ruột nơ nâng sang y quạt sang kết khơi thả sang y cứ chi mà nu đà min a tạ chá rắc công nạch khô khơ khám minh sơ là thổ tớp quạt bài mọc xông chô rô cao chi môi liều bàng đại bàn vơi u chi chi nẹ nò mọc nhà lưu bằng có prom ở chân ping chồi cồn, bản top pi san tân nhì vị phe sạc khi ông pi riêng rau hạt cà nội yộc bài sen sen cà mau, lưu bằng trung sắp ra hạ ra tây chi khăng đào yol thẻ chân ping miền ni sai tơ khi lọ nè, tơ bảy ông tay tăng chân ping ở vơi chi ni tây hiền miền đầm này chi tu vơi đại tổ tu một nghĩa nơi chạm cồn có bài bảy ông ai prom tăng bạc cồn âm nai ở cướp cồn tây hiền chấm nuôn bảy con bòn tiệt phong chấm nay mẹ tòm mẹ con ra bà lưu bằng nhóm khi mình bên chất nâng ca tay tăng chân bình không cả ra này bị sạch bẹp ni từ bộ kê nhóm khi mọc thoại bằng công tu đo lưu bằng thả bà cả ra ná thoại bị sạch bà ấn tôi tu dốc thì hiến ở rất chào chú rồi bà nụ cổ chú tiếng mình toàn sqoa chất cùng nít nâng sả mặt tập hiệp bất bà con rồi bà kế thả chí dàng nà phong hai bài chỉ trúng ạ nụ nhát ở kế chó chốt chưa mới prom tăng bà cổ còn tóm ở kế tụ tra thêm tiết được chứ này. Bộ tụt bằng cống dô khuyên thả. Tờ ní, mình mến chỉ cao bà thầy bà thàn bê chứ rứt gặp tụt. Bà ông mà chắc liều bàng, mình chấp ở râm nâng xâm đầy nẹ tàng nổ tê. Trong bài chiếc đâm lang đâm này, ở chân phình, tớ chỉ mê tọp rông thêm tiết phòng. Châu bò chỉ mê tọp thông nâng cuôn in, có mẫn sắp bài chất trong buộc. Ông bơ ra bà liều bàng khăn nông bê nổ đáy, tớ kê nam khí nha tụt chung tỏa. Tôi bọn cũng lưu kê nữ dây thả. Trần phính thu lọc bàn lúc xa hai xe mắn chỉ mối bọn thả lại. Nâng cài bề tranh bịp tẻ máu. Kế có trột vớt chia tốp. Hãy bán ở rụt trào chùa tốp chùm nuốn bị lợt. Bốm tiền đấu trào vái ở bầy nẹ mọc hơi. Lợt ní bệ ấn bà tiên đầm nánh ở kê thớ chi nì mượn thông. Nâng ở kế cực cỗng còn tốp thảm tiên. Tôi bọn cũng có thu lọc bàn lưu mọc đại thả. Bá nổ ná đó xâm nốt đỏ con. Có nâng bạc phá áo nẹ nú, svay nhu rộp phá lập rời dòi phìm. Mà nú miên đi sáy trở lắp trở lần, khá miên cá xa mọt răng bạp ní. Tờ ái ao dưỡng tục chật bản đại rứ. Hát được chứ nế, xông bạc ấn trông bạc đâm rạy phóng cọp túl. Pêl bàn xân đạp cá bọ sáy bạp ní, liệp bàng trông có miên cá mân tờ khlạc khlạc nông bạc tầy. Hãy bình chí ao vui ô chứ, nâng chân phinh chôn mọc cỏ, đâm bây xúc bên chạy thả. Tờ rương ní, vì giang đôi mà đạch khlạc. Với ô chứ, bạn tôi rịp rạp thoải thả. Tôi bằng cống dô khinh thả. Sống ai tài kê miễn sạm mặt tập hiệp cực rốn. Miễn tuổi đáy khắp bằng khắp bố. Xâm rạch tám bầm nón bệ ổn tứ. Có chỉ cả sạch tự hơi. Trong nách ai rưỡng kê thlop tớ xa hài xa món nâng nẹ nà nẹ nà cá bị mốn. Rưỡng kê thlop tổ tốt xâm nộ cơ đấy. Có viết mình mến chỉ rưỡng thông đóng ở vầy đáy khắp rạp tùl. Chân phình đang cho bác nông chật thả. Rừng rao tiếng ổn ní, sốt tay bồn mên chìa ca bất ở vầy lời. Từ kê krap tu lưu bảng bằng tò bì với ưu chư thả. Khá bì mốn, tu bồn cốm thlop ruột nữ chìa mùi đất nô cổ với. Nâng xẻng y, nô cứ chìa rừng bất. Tái đôi bộ kỳ, mình chẹp đó đầm lấy đó nẹ đọt tẩy. Từ tu bồn cốm mọc xong chỗ cáo chìa mùi bệ ổn vinh. Hết ní, ba bệ ổn trông bệ đầm rạy thả. Tụ bằng cống ách bầm rào bệ ổng bán. Xong bệ ổng công bụi bệ tấy. Ôm bì ở rướng tàng nụ ấy. Tại ba bệ ổng miên cách đây mình tớ trong bộ tụ bằng cống. Trọp xong bạch tàng ổ rô bạc tụ bằng cống nấu tì ní sạp hơi. Bệ ổng rập ổ dốt tờ vinh chó. Tụ bằng cống xong thoái bằng cống lìa. Trấm tại trầm ní chó cạp tụ. Bệ bát liệu bàng trong bệ đâm rạy thả. Luôn dôl khóc trong bộ chân phình. Tờ bệ nhập xong áp hay tốt. Bồm tàng đầm lăng đầm nái chi chung với tiệt phòng.
Rồi màu chân phình, bạn không bằng bằng ốc bí công lăng cài chất ở bậc luôn, đảm bây chúi cho rôm trên lưu bằng, khốn nông kết cá được nòm phản đầy. Chỉ chẳng lực chẳng xa, nếu bệ đà lưu bằng nâng bật tế chít sát thật khốn nông kết đầy ổn rãi, cứ miên chân phình ni hơi, chỉ nẹ chúi sọc sẵn bệ ổng, áo chú lòng phát bí hát cá tiền lưu bàn. Kể có khá chi ni mơn, đã miên con nô bà cá rã đọc bông khu bú, chúi có sang rì cho vùng xì hẳn, ai bàn cùng vùng nụ ảnh. ក្រៅពីលីវប៉ាងសាយទីវង្គត់ឈិនភីងបានរួមជាមួយចៅប៉បង្ក្រាបពួកបះបោតតែរៀបរយអស់រលីងសាងសិទ្ធិរាភិបដល់រាជវង្សីហាន់ចាប់ពីពេលនោះមកការមន្ទិលគឺជាភាពមិនច្បាស់លាស់ពីកំហុសឆ្គងឬចំណុចខ្វះខាតបាត់ភ្នែករឿងតូចសម្រេចរឿងធំក្នុងអត្តបទនេះសម្ដៅលើការមិនយករឿងកំពិចកំប៉ុកឬចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចមកធ្វើជារឿងធំដុំ ហើយចេះទទួលយកចំណុចល្អរបស់មនុស្សមកប្រើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ដោយមិនចាំបាច់ទៀមទាឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ល្អគ្រប់យ៉ាងនោះទេលើលោកនេះទោះបីជាអ្នកនោះជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ឋានៈប្រធានាធិបតីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសឬមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទូទៅគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគ្មានកំហុសឆ្គងឬគ្មានចំណុចខ្វះខាតអ្វីសោះនោះឡើយនេះគឺជាសច្ចៈធម៌ដែលដូចគ្នាទៅនឹងសច្ចៈភាពដែរថា មនុស្សយើងកើតមកត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងដែរបញ្ហាចម្បងយើងត្រូវតែប្រកាសក្នុងចិត្តជាមុនថាមនុស្សដែលយកមកប្រើការនោះមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែរឬទេហើយចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពនោះតើវាត្រូវនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងត្រូវការដែរឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីនោះយើងនឹងពិចារណាបន្តថាតើចំណុចខុសឆ្គងឬចំណុចខ្វះខាតរបស់គេនោះ វាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការងារដែរឬក៏អត់តើវាជានិស័យដោយធម្មជាតិអាចកែប្រែបានឬមិនបានប្រើមនុស្សឲ្យត្រូវតាមជំនាញរបស់គេប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលទៅតាមនិស័យរបស់គេផងដែរថាតើវាឆុងជាមួយនឹងតួនាទីដែរឬយ៉ាងណាដូចជាមនុស្សមិនគោរពសច្ចៈមិនគួរឲ្យដឹកនាំគេមនុស្សចូលចិត្តលួចមិនគួរឲ្យមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិ មនុស្សដែលមើលឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងលោភលន់មិនគួរឲ្យមកធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិឬអង្គការដែលបំពេញប្រយោជន៍សាធារណៈនោះឡើយលឿបាងប្រើឈិនភីងក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំតបធ្វើសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះចំណែកឯរឿងគាត់ធ្លាប់មានអ្វីជាមួយនឹងបងថ្លៃមែនឬមិនមែនគឺគាត់មិនខ្វល់ឡើយធ្លាប់ទទួលប្រាក់សំណូកមែនឬមិនមែនវាក៏ពុំមានពាក់ព័ន្ធអ្វីចំពោះកិច្ចការសំខាន់ៗរបស់គេដែរម្យ៉
ល្អដែលមិនអាចកែបាននោះដែរនឹងជាពិសេសទៅទៀតវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមដែលបានឮតែប៉ុណ្ណោះឯការជាក់ស្ដែងគឺគ្មានភស្តុតាងអ្វីអះអាងថាជារឿងពិតនោះឡើយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ពិតប្រាកដនោះគឺជាការចេះបែងចែកឲ្យបានជ្រះស្រឡះអំពីចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងកិច្ចការធំដើម្បីឲ្យយើងអាចទាញយកសក្តានុពលរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មកប្រើឲ្យបានពេញលេញពុំមាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេប្រការសំខាន់កុំឲ្យតែចំណុចបន្តិចបន្តួចនោះមករំខានដល់កិច្ចការធំយើងគួរតែហ៊ានប្រើពួកគេទាំងនោះដោយអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូចជាអ្នកខ្លះអាចប្រើការបានយូរអង្វែងអ្នកខ្លះអាចប្រើការបានទៅតាមស្ថានភាពខ្លីៗអ្នកខ្លះអាចប្រើការបានគ្រប់មុខអ្នកខ្លះប្រើបានមួយផ្នែកមួយផ្នែកអ្នកខ្លះអាចទុកចិត្តបានខ្លះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សឆ្លាតអាចប្រើមនុស្សបានគ្រប់ប្រភេទ